Ờ. Và bây giờ tôi thuyết khoanh không thủy. Bây giờ tôi thuyết khoanh không thủy cho các bạn tìm hiểu. Các bạn ngồi ở đây mỗi người cũng có một cái tài lộc cá nhân của mình nha. Cái tài lộc của mình là nằm ở đâu, là nằm ở đông nam tây bắc bốn chỗ, thì các bạn mỗi người cũng có một con giáp. Con giáp của mình nằm ở đông nam tây bắc chỗ nào là cái tài lộc của mình nằm chỗ đó. Là bây giờ tôi ghi thập nhị địa chi là 12 con giáp đó nha. Dần Dần ngọ tức đó là tam hợp. Sửu Sửu tỵ dậu cũng là tam hợp. Thân Thân tý thìn cũng là tam hợp. Hợi Hợi mẹo mùi cũng là tam hợp. Bên đây là đông nam tây bắc. Đó, các bạn thấy con mèo không? Người Việt Nam mình nói là tôi tuổi con mèo. Còn người nước ngoài không phải nói vậy, nói là tôi tuổi con thỏ, đúng rồi. Các bạn biết phân biệt cái vấn đề này, khỏi nói là bây giờ tôi giới thiệu một cái giường ngủ đông nam tây bắc. Đó. Bây giờ ai tuổi con cọp dần ngọ tức, cái tài thì nằm ở bên đông. Tối mình ngủ cái chân đừng có hướng bên đông. Mình hướng bên đông là mình đập chết cái tài của mình. Tại sao mình sức khỏe không tốt, tại sao mình kinh doanh buôn bán bị hao tài bị lỗ, là tại vì quanh năm xúc tháng cái chân đá ở bên đông là không có được. Còn ai tuổi Sửu tỵ dậu, cái tài ở bên nam, cái chân đừng có hướng bên nam. Thân tý thìn, cái tài ở bên tây, cái chân đừng có hướng bên tây. Hợi mẹ mùi, cái tài ở bên bắc, cái chân mình đừng có hướng bên bắc. Thí dụ mà em nào chưa có chồng độc thân á, thì theo cá nhân phương hướng của mình ngủ. Còn em nào có chồng mà phải theo chồng á nha, không được nói với chồng là ngủ kiểu 69 đó nha. Không có được ngủ kiểu 69 là không có tài lộc đó nha. À, không có chồng phải theo chồng đó nha. Ngủ 69 là không có trúng việc lót đó nha. Nó là quả tức là thổ, dậu là kim, tỵ là quả, sửu là thổ, thân là kim, tý là thủy, thìn là thổ, hợi là thủy, mẹo là mộc, mùi là thổ. Đó, tôi giải thích ở đây 12 con giáp kim mộc thủy hóa thổ là đầy đủ hết. Tại vì mỗi con giáp phải theo mỗi năm á nha. Thí dụ con khỉ này chưa chắc là mạng kim, ở trong đây nó còn mạng thổ, mạng mộc, mạng hỏa, mạng thủy. Là 2004 là một con khỉ nhỏ, 1992 con khỉ, 1980 là con khỉ, 1968 con khỉ, 1956 cũng con khỉ, là kim mộc thủy hỏa thổ vậy đó. Thấy cô không? Con khỉ là tôi kéo ra năm con khỉ là kim mộc thủy hỏa thổ. Đó, mỗi con giáp theo mỗi năm. Thí dụ ai tuổi Sửu nói là cô ơi, con tuổi Sửu là mạng kim, tại sao con ghi mạng thổ? Không phải là mỗi con giáp phải theo mỗi năm. Đó, mỗi con giáp theo mỗi năm á là kéo ra năm con khỉ, là thấy chưa? Đó ha. Mỗi con giáp theo mỗi năm là bây giờ á, người Việt mình nó ưa nói là tôi sinh năm thổ, năm kim, năm mộc. Còn người nước ngoài không nói vậy, thì nói thập thiên can là nói tôi sinh ngày mấy, tôi sinh ngày kim, ngày mộc là ngày hỏa, là ngày thủy, là nói thập thiên can á ha. Thập thiên can giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm nhâm quý. Đó, giáp ất đó là sinh ngày mộc, bính đinh là sinh ngày hỏa, mậu kỷ là sinh ngày thổ, canh tân là sinh ngày kim, nhâm quý thì sinh ngày thủy. Đó, hồi nãy các bạn vô quản tỳ hưu thấy tỳ hưu bảy màu phải không? Sự thật tỳ hưu chỉ như năm màu thôi, là dùng ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn ngồi ở đây mỗi người cũng có hai cái màu hên của mình xài suốt đời luôn, là hai cái màu hên này là không được tự chọn lựa nha. Hai cái màu hên này là các bạn phải ghi ngày tháng năm sinh của mình á. Một hồi trong đây có mấy câu chuyên nghiệp á, mỗi người có một cuốn sách phong thủy sẽ xem cho các bạn miễn phí, tìm hiểu cho các bạn ngày tháng năm sinh của mình. Bẩm sinh mình có thiếu thốn ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ không? Có thiếu thốn thì mình bù. Bẩm sinh mình không có thiếu thốn kim mộc thủy hỏa thổ thì khỏi bù. Ngày tháng năm sinh với cái mạng mình là không có ai giống ai hết. Ngày tháng năm sinh với cái mạng mình là không được thay đổi. Thí dụ tôi hỏi các bạn thấy trên đời người có cái gì công bằng không? Không. Đúng, không có cái gì công bằng hết á, không có cái gì hoàn hảo hết á. Trên đời á là có hai loại người là khác nhau rồi. Một loại người tại sao mà người ta giàu có càng ngày càng giàu càng tỷ phú. Có một loại người nghèo khổ càng ngày càng nghèo càng khổ càng mạt luôn, là hai loại người là khác nhau rồi đúng không? Rồi có ông chủ cũng có hai loại ông chủ nha. Một loại ông chủ thì chỉ tay năm ngón có tiếng với có miếng, khỏi cần làm cái gì hết á, là công nhân làm giàu cho nó thôi. Mỗi ngày nó đi chơi chỗ này, ngày mai nó đi chơi chỗ khác.
Tại sao nó tốt như thế là tại vì ngày tháng năm sinh nó quá đẹp luôn, biết không? Có, còn có một loại ông chủ có tiếng thì không có miếng, có cái tiếng làm ông chủ mà phải đứt thân làm giống như công nhân, cứ cài hoài, cài giống con trâu vậy đó, cứ làm hoài, nó không có tiền mà còn mang bệnh nữa là tại sao? Là tại vì ngày tháng năm sinh nó quá xấu luôn, biết không? Rồi tại sao mà người ta tỷ phú giàu có đó muốn sinh một thằng con trai cũng rất là khó khăn, còn phải đem số tiền vô nhà thương tạo con còn thất bại nữa. Giờ tại sao người nghèo mình giỏi sinh con lắm, cứ sinh hoài sinh một chục đứa luôn mà không có tiền nuôi luôn. Là vấn đề phát sinh ở đâu? Là phát sinh ở ngày tháng năm sinh của mình á, là mình phải tìm hiểu kim mộc thủy hỏa thổ là màu gì vậy đó ha. Là bây giờ các cô các thầy vô đây giờ đó, các bạn thấy á, trên bàn nào cũng có giấy có viết hết đó, các bạn khỏi cần ghi tên, các bạn chỉ ghi ngày tháng năm sinh của mình á, là dương lịch cũng được, âm lịch cũng được. Rồi các cô sẽ coi dùng cho các bạn miễn phí. Chúc các bạn sức khỏe bình an, gặp nhiều may mắn nha.